trùng tang có thực sự tồn tại hay không và nó kinh khủng như mức nào hơn 20 năm về trước ở dưới quê của cái bạn mà gửi chuyện cho mình á, đã xảy ra một vụ trùng tang mà phải gọi là nỗi khiếp sợ kinh hoàng của cả một dòng họ thậm chí là những người con trai trong cái dòng tộc đó phải đi xa để lấy vợ Chứ ở gần á, không có ai dám gã con cho Chuyện này á, phải bắt đầu từ một bà cố đã hơn 90 tuổi Bà bị bệnh và phải nằm liệt giường hơn 5-6 năm trời thời điểm đầu thì con cháu nó còn chăm lo cho nhưng mà tầm năm sáu năm thì mọi người cũng nhạt nhạt bớt dần bà cố này mới chết vào một cái buổi đêm mà không hề ai hay biết giờ giấc cụ thể mà bà mất là khi nào nhưng mà sau 3 ngày mở cửa mã thì con trai cả của bà là người chết đầu tiên sau đó là lần lượt là các đứa con khác rồi các đứa cháu khác bạn nói là chết mà như rơm rạ vậy đó cả một cái làng hơn cả trăm nóc nhà mà nhà nào cũng treo cờ tan trắng hết nguyên một tháng trời văng vẳng bên tai là tiếng loa kèn của đám tang lúc này thì mọi người mới bắt đầu hoang mang cô và chú ruột của bạn đều lấy vợ lấy chồng bên cái dòng họ đó thế là cô và thím của bạn mới rủ nhau đi coi thầy thầy mới nói là gia đình này đã bị trùng tang rồi bà cố này nghiệp của bà quá nặng cái giờ bả mất và cái giờ động quan á tất cả đều phạm vào giờ xấu nên bây giờ bả đã bị ngã quỷ sai khiến nên bây giờ toàn là đưa người về bắt hồn con cháu thôi cô của bạn mới về nói lại cho những cái người trong gia tộc đó nghe nhưng mà có người tin và có người không tin rồi họ cũng thuê những cái ông thầy ở đâu ra làm ba cái lễ tào lao cho nó xong cho đến tháng sau á dượng của bạn tức là chồng của cô bạn á đang khỏe mạnh thì sau một đêm ngủ dậy á thì cũng tắt thở mà ra đi lúc này là cô của bạn quá sợ hãi rồi mới chạy về nhà bạn á mà cầu cứu ba của bạn khóc lóc rất là nhiều luôn kêu ba bạn là hãy tìm cách á mà cứu mọi người cái trùng tang này nó quá nặng rồi nên đi kiếm ông thầy nào cũng không có chịu giúp hết thì hữu duyên làm sao gặp được cái ông thầy này ở cách xa nhà bạn tầm cả trăm cây số thầy mới kêu cô của bạn là ra ngoài vườn hái một cái lá trầu xong mà đem đặt lên bàn thờ cầu khấn cái việc mà mình muốn xin thầy mới cầm cái lá trầu đó lên xem á thì kêu nó đã xám đen hết rồi cái lũ quỷ này á nó quá mạnh bản thân của thầy á thì không đủ năng lực thầy có quay qua nhìn ba của bạn nói là đất của cái gia đình này nè rất là tốt ông bà ngày trước á có làm quan chức tích đất rất là nhiều nên con cháu ở trong cái nhà này nè sẽ không bị sao hết cô của bạn mới năn nỉ ông thầy là bây giờ thầy hãy giúp gia đình con đi thì ông thầy ổng kêu là thôi thì bây giờ tạm là đưa con cháu qua nhà của bạn ở trước rồi tầm 10 ngày sau thầy sẽ tính cô của bạn mới đưa mấy đứa con của cổ vào nhà của bạn ở rồi thím của bạn cũng đưa mấy người con cháu vào luôn rồi cứ truyền tay nhau như vậy mà những nhà khác á, cũng đem con của họ gửi vào nhà của bạn bạn nói thời điểm đó nhà bạn rất là đông người mấy chục mạng người luôn con nít á, thì vui cười giỡn hớt với nhau còn người lớn á, thì chỉ râm ran những cái tiếng khóc than thôi mười ngày sau thì ba và cô của bạn đến nhà thầy ông thầy ổng mới đưa cho nguyên một cái sớ dài á, kêu là hãy đi mua những cái món này đi để chuẩn bị làm lễ trong vòng 3 ngày bạn nói là cái sớ nó rất là dài mua rất rất là nhiều thứ luôn tổng giá trị mà mua những cái món đồ cúng đó là gần 40 triệu mà các bạn biết cái thời điểm đó mà 40 triệu là một số tiền rất lớn nha cái hôm mà thầy qua nhà bạn bắt đầu làm lễ thì bạn thấy là thầy thắp nhang cho tổ tiên nhà bạn trước sau đó là thầy mặc một cái bộ đồ giống như là trong phim tây du ký vậy đó nhưng mà chỉ được người lớn được chứng kiến hay làm lễ thôi còn những đứa con nít như bạn là bị nhốt trong nhà nên bạn không thấy rõ được cái quá trình thầy làm lễ là như thế nào Nhưng mà bạn có nghe lén được những gì thầy dặn cô bạn phải làm trong suốt 3 ngày làm lễ Nếu mà những việc này xảy ra đúng có nghĩa là trùng tan đã được phá giải Thứ nhất Đúng 12 giờ đêm của ngày thứ hai diễn ra buổi lễ, có một người đội nón sắt từ từ lội xuống sông, một người chết thành hai. Thứ hai, cho người ra xem mắt canh vào 6 giờ tối ngày thứ ba xem thử là có một con trâu trắng nào ra mà dẫm nát cái mộ của bà cố kia không nếu mà hai việc kia thành rồi á thì thầy sẽ cho một cái vật thứ ba thầy còn dặn là cô của bạn khi mà bước ra khỏi nhà của bạn á, là tuyệt đối là không được nói gì cả chỉ được làm theo những gì mà thầy dặn Đêm đó là bạn còn nghe ba mẹ của bạn á, xì xầm á, là không biết có thành công hay không thời này á, làm gì lấy đâu ra mà được cái mũ sắt rồi một người chết thành hai rồi cả con trâu trắng nữa nguyên một cái làng này chỉ có mỗi một con trâu đen thôi không ngờ các bạn mọi việc diễn ra đúng như những gì mà thầy dặn cái đêm hôm sau có một bà bầu tức là một thành hai đó mọi người bà đội một cái chảo sắt từ từ á, mà lặn xuống dưới sông rồi biến mất đến nhập nhoạn tối thứ ba thì có một con trâu trắng ở cái làng bên cạnh đó mọi người không có chịu về chuồng nó chạy một mạch đến cái ngôi mộ của cái bà cố á, tè lên đó rồi giẫm nát cái mộ nhà chủ không dám dắt con trâu về luôn sau khi mà hai việc đó đã diễn ra thì thầy có đưa cho cô của bạn một cái tấm vải trắng kêu là nhúng vào một cái mũng chứa đầy nước á, nếu mà mở ra vào 12 giờ đêm mà tấm vải đó trắng tinh có nghĩa là không thành rồi bạn cũng rất là nhiều chuyện nha 12 giờ đêm đó là bạn mới đi rình Có cô của bạn nè, có thím bạn, có ba mẹ bạn Sau khi mà nhúng cái miếng vải thấm đẩy nước Thì mọi người mới mở cái tấm vải ra Cái tấm vải nó bự chiếm gần nửa cái sân nhà bạn luôn Thì mới phát hiện là chi chít bên trên cái tấm vải đó Đầy rẫy là những cái vết chân đen xì Cô của bạn vừa thấy là ngã quỵ xuống mà khóc Cuối cùng thì mọi việc nó cũng xong xuôi á Giống như những gì mà ông thầy đã dặn Sau khi mà sắp xếp mọi thứ xong xuôi hết á Thì tầm nửa tháng sau á Thì ba của bạn và cô mới quyết định là tới nhà ông thầy á Để mà cảm ơn Thì mới phát hiện ra là ông thầy đó đã chết rồi Hỏi ra vợ của thầy á Thì mới biết là thầy đã bấm quẻ được cái ngày giờ mà thầy đã mất Thầy mất là do đã cứu giúp gia đình của cô bạn Nhưng mà vì thầy muốn tích đức cho con cháu sau này á Nên là thầy biết dù là thầy giúp thì thầy sẽ mất mạng Nhưng mà thầy vẫn cố gắng giúp hết mình Thầy biết rõ là giờ giấc mình mất luôn Thầy đã dặn dò lại hết vợ với con cái của thầy là phải sắp xếp tang lễ của thầy như thế nào Mặc dù là trùng tang không còn diễn ra nữa Nhưng mà tất cả người thân con cháu của dòng họ đó không còn dám ở đó nữa Mà phải bỏ đi nơi khác để mà sống các bạn thấy sao về câu chuyện này bạn nào có chuyện thì hãy cứ gửi về cho nam nha nam cảm ơn bye